Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thì em Khánh sẽ lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị và bạn những cái mẫu xe hatchback một đầu. Nó giá cả phải chăng, giảm giá cắt lỗ rất là nhiều rồi. Nếu các bạn xem lựa chọn được chiếc nào phù hợp với quý vị và các bạn thì liên hệ với em Khánh theo số điện thoại 0818 733 286. Bên em thì có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn, An Dương, thành phố Hải Phòng. Bãi xe thì có rất nhiều sự lựa chọn cho quý vị và các bạn. Sedan 2 đầu 7 chỗ, đường xá đường 10 đây, rất là rộng rãi, chỗ để xe rất là thoải mái các bạn nhé. Đường xá là bên em thì đường xá gần như là đi rất là dễ dàng. Phía trước đây là cách quán toàn Hải Phòng 1 km nhé. Vâng, chiếc đầu tiên là một chiếc Kia Morning sản xuất 2016, phiên bản số sàn, phiên bản tiêu chuẩn, máy 1.2. Chiếc xe này thì trước đó chạy dịch vụ và đã ra tên tư nhân từ lâu rồi, và mức giá rất là hợp lý các bạn ạ, hơn 100 triệu đồng. Chiếc xe này thì đang có mức giá đề xuất là 176 triệu đồng. Bên em còn bao hồ sơ cho quý các bạn nhé. Bác nào mà ưa màu này thì đó, xe cũng rất là cứng, máy số zin, thân vỏ nội thất màn hình lên hết rồi, mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A 93595 94 các bạn nhé. Tiếp theo đây là một chiếc Hyundai Grand i10 nhập khẩu sản xuất 2014, phiên bản là số sàn, máy 1.0, dòng xe form đẹp nhập khẩu, phiên bản tiêu chuẩn, và mức giá Hyundai và i10 bao giờ nó cũng rất là cao so với Morning, vì form đẹp mà tiết kiệm xăng nữa. Đó, chiếc này thì giờ hiện tại bây giờ chỉ còn mức giá là 175 triệu đồng thôi nhé các bạn nhé, 175 triệu đồng, Hyundai i10 2014. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Hyundai Grand i10 form mới sản xuất 2019, phiên bản tiêu chuẩn, số sàn, máy 1.2 các bạn nhé, máy 1.2. Từ cuối 2017 thì dòng xe i10 không còn nhập khẩu nữa và sản xuất trong nước Việt Nam, và chỉ trang bị động cơ 1.2 thôi. Có xe này thì tư nhân, biển kiểm soát Hòa Bình, không taxi, không khoan đục, còn zin nguyên bản, và mức giá đã giảm rất là sâu. Lúc đầu thì chiếc xe có mức giá xuất hạn 286 triệu đồng, bây giờ chỉ còn 265 triệu đồng thôi. Có màn hình cam, lùi nội thất, ghế da, xe thì còn zin nguyên bản nhé, màu trắng xịn, rất là đẹp. 265 triệu đồng thì bên em chỉ bao hồ sơ cho các bạn lục lá vài đồng thôi. Đấy, lỗ nhiều rồi các bạn nhé. Đấy, muốn em muốn đẩy đi, muốn bán đi để thu hồi vốn thôi. Năm nay xe cộ thì cực kỳ khó khăn luôn. Màu trắng zin nguyên bản, 265 triệu đồng. Tiếp theo đây là một chiếc Hyundai Grand i10, phiên bản tiêu chuẩn, số sàn, máy 1.0, đó, sản xuất 2014 nhé. Màn hình đầy đủ hết này. Các bạn nhé, chiếc Hyundai Grand i10 2016 nhập khẩu, mức giá là 189 triệu đồng, sơn xi khá là đẹp. Tiếp theo đây là một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2014, nhập khẩu, phiên bản số sàn, máy 1.0, xe khá là đẹp, xe mang biển kiểm soát thủ đô Bắc Lo, Hà Nội, Sài Gòn, không phải mất 20 triệu tiền biệt nhé. Mức giá đề xuất là 185 triệu đồng nhé, 185 triệu đồng, giảm rất nhiều rồi. Mức lúc mới về là 198 triệu đồng cơ. Đó, xe này đã lên la răng đúc rồi, khá là đẹp. Đấy, một mẫu xe nội địa trung ương tàu, sản xuất 2011, phiên bản số sàn, BID 2011, số sàn, máy 1.4. Đó, nội thất, ghế da các kiểu, và mức giá chỉ có 85 triệu đồng thôi các bạn nhé, hạn đăng kiểm tháng 7 2024. Tiếp theo đây là một chiếc Kia Morning sản xuất 2019, đấy, phiên bản là số sàn. Chiếc xe này thì em đã nhận cọc rồi, đó, nhận cọc rồi, hôm nay anh em không biết vẫn đánh ra nhé. Xin lỗi quý bạn, chiếc này chưa nhận cọc vì là một chiếc nhận cọc là biển 90 cơ, biển Hà Nam cơ. Kia Morning 2019, một chủ từ đầu, máy 1.2, phiên bản số sàn,
một chiếc xe gia đình sử dụng không taxi, không van đục với mức giá là 245 triệu đồng. Quá rẻ, 2019 hơn 200 triệu đồng, xe gia đình không taxi, không van đục. Zin nguyên bản, màn hình cam nuôi đầy đủ, nội thất ghế da rất là đẹp. Đó, cửa cũng rất là chắc chắn. 245, phải bớt ngày 10 triệu đồng rồi các bạn nhé. Quý vị các bạn mà quan tâm, có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào thì liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0818 733 286, hoặc là quý vị các bạn đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Chevrolet Spark bản van, phiên bản số tự động nhé. Máy 1.0, trang bị 4 máy, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Dòng xe này thì nhập khẩu các bạn nhé, nhập khẩu. Đấy, rất đặc biệt. Mức giá 125 triệu đồng, 2011 Spark van. Xe còn cực kỳ là đẹp luôn. Có màn hình cam nùi, nội thất ghế da này, số tự động. Chiếc xe này thì quý các bạn là về chở đồ, chở hàng, làm kinh doanh, đấy, làm thị trường cực kỳ hợp lý luôn. Đỡ vất vả, nhất là đối với các cái chị em gái mà làm thị trường thì đi xe máy thì rất là hại da. Một chiếc Spark van với cái tầm giá hơn 100, tiết kiệm nhiên liệu và dòng xe và chạy thị trường thì rất là hợp lý, hàng để bán luôn, lấy tiền luôn. Đó, không phải mất công đi giao hàng nữa. Trước em cũng làm thị trường, em làm bên dược. Thì đi lấy đơn hàng xong rồi giao hàng quá vất vả luôn. Một chiếc Hyundai Grand i10. Sơn xì màu trắng này, trắng xịn nha. Nội thất ghế da này, màn hình Android cam nùi này, có phiên bản tiêu chuẩn. Đấy, xe này không taxi, khoan đục nhé, không taxi, khoan đục. 2016 và mức giá chỉ còn 195 triệu đồng thôi, giá quá rẻ. Sơn xì đèn đóm rất là đẹp, là răng đúc 4 bánh luôn. Một chiếc Kia Morning mang biển kiểm soát Thái Nguyên, 20A29733, phiên bản tiêu chuẩn số sàn. Máy 1.25 nhé. Xe này thì đã lên là răng đúc rồi. Xe sản xuất 2017 nhé. 2017. Xe gia đình, không taxi, không van đục. Màn hình cam nùi đầy đủ, nội thất ghế da, áo ghế nhé. Và mức giá đề xuất là 225 triệu đồng thôi. 2017, xe gia đình nhé. Đó, xe giờ quá rẻ các bạn. Đó, mức giá thì mức giá cơ bản em đưa lên giá đề xuất. Còn là quý các bạn liên hệ trực tiếp với ông Khánh thì sẽ có được cái mức giá tốt hơn nữa nhá. Đó, một chiếc Kia Morning C sản xuất 2016, phiên bản số sàn, máy 1.25, bản đủ, xe gia đình, không taxi, không van đục và còn zin nguyên bản. Bây giờ chiếc xe chỉ có mức giá đề xuất là 235 triệu đồng thôi. Kia Morning 2016 bản C nhá. Màu sữa, màu kem bơ. Bản này thì trang bị phanh đĩa rồi la răng đúc, phím bấm vô lăng rất đầy đủ, form khá là đẹp. Nhưng giá cực kỳ rẻ, 235 triệu đồng. Đấy, một chiếc Chevrolet Spark, một mẫu xe tập lái tránh mưa tránh nắng, mang biển kiểm soát thủ đô, sơn xi màu trắng này. Đó, lỗ thất ghế da này. Đấy, xe này đăng ký 5 chỗ ngồi nhé. Màn hình cam nuôi đầy đủ, khóa điện. 2011. Xe này thì trang bị động cơ 1.8. À 0.8 các bạn nhé. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Lại mang biển kiểm soát thủ đô nữa. Và mức giá chỉ có 80 triệu đồng thôi. 80 triệu đồng luôn. Đó, 80 triệu đồng luôn. 2011. Tiếp theo là một chiếc Kia Morning SNX. Nhập khẩu phiên bản số tự động. Máy 1.0, trang bị 4 máy. Đó, xe này thì chủ xe lên của đèn bi quá đẹp luôn. Morning 2010. Đó. Trần lỉ này, một thất ghế da phiên bản số tự động, số zig zag, màn hình cam nuôi đầy đủ hết, phím bấm vô lăng. Đó, xe này thì đương nhiên rồi, gia đình sử dụng không taxi rồi. 2010 nhập khẩu, dòng xe nồi đồng cuối đá phá không? Cái giá chỉ còn 200 triệu đồng thôi. 200 triệu đồng. Bao hồ sơ, lọc lá thêm cho quý bạn nhé. Kia Morning SX, form này khá là đẹp.
tiếp theo là một chiếc Matiz Joy sản xuất 2008 phiên bản số tự động máy 1.0, một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi mang biển kiểm soát thủ đô 35706. Và này trang bị là răng đúc này. Đấy, nội thất ghế lì nguyên bản nhé. Xe rất là cứng cáp với cái tầm giá hơn 100 triệu đồng. Đó, số tự động. Nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, nhập khẩu. Và mức giá là 120 triệu các bạn nhé. 120T. Đó, bảo hồ sơ cho quý bạn. Vâng, phía bên đây là một chiếc Kia Morning sản xuất 2010 phiên bản SLX, phiên bản số tự động, hộp số zig zag, form mà thể thao, form rất đẹp, mà biển kiểm soát Hải Dương 34A23656, sơn xì màu xanh nhạt, mức giá 200 triệu đồng cho quý bạn nhé. Bên kia em có một con màu trắng mà biển kiểm soát Hải Phòng. Một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2014 phiên bản là số sàn máy 1.0, chẳng xịn, là răng đúc 4 bánh rồi, xe nến rất nhiều, phiên bản tiêu chuẩn, đèn gầm các kiểu. 2014 và bây giờ chỉ còn mức giá 185 triệu đồng thôi. Một chiếc Kia Morning Van sản xuất 2011, đăng ký 2015 nhé. Xe nhập khẩu số tự động, mức giá là 178 triệu đồng nhé. Xe này thì bên em đã rút hồ sơ rồi, 178 triệu đồng bao ra tên cho quý bạn nhé. Kia Morning Van form mới này rất là đẹp, nhập khẩu. Đấy, một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2010. Đó, hạn đăng kiểm rất là dài, 2009 các bạn nhé. Mức giá là 63 triệu đồng thôi. 2009 này. Đó, màn hình Android, SIM 4G rất đầy đủ. Vâng, vừa rồi thì em đã lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý bạn những cái mẫu xe hatchback nhỏ gọn với mức giá chỉ tầm 60 triệu hơn đổ lên thôi. Mức giá đã giảm rất là nhiều rồi. Đó, quý vị các bạn quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào thì liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0818 733 286, hoặc quý vị các bạn đến trực tiếp cửa để trải nghiệm xem xe và lái thử. Thời tiết mùa hè này mà sử dụng một chiếc ô tô nó sẽ rất là có lợi ích. Đấy, đi đâu cũng có điều hòa các bạn nhé. Quý vị các bạn mà đứng đèn xanh đèn đỏ mà trời nắng mà đi xe máy mà đèn xanh đèn đỏ khoảng 60 giây thì thôi rồi, nhưng mà một chiếc ô tô nó sẽ giải quyết hoàn toàn cái việc đó cho quý bạn. Ngồi trong xe đợi đèn xanh đèn đỏ vẫn mát, nhạc nghe không ồn nào gì cả. Một chiếc ô tô nó rất hữu dụng. Với những nước phát triển thì người ta đã sử dụng ô tô từ rất lâu rồi, ở Việt Nam thì gần đây mình mới có điều kiện thôi. Một chiếc ô tô cực kỳ lợi hại quý bạn nhé. Bên em thì còn rất nhiều cái mẫu xe 7 chỗ rồi 5 chỗ gầm cao, rất nhiều sự lựa chọn. Vâng, phía bên đây thì bên em sẽ một hai chiếc hatchback nhật cho quý bạn xem. Hyundai Grand i10 2016 bản sedan 2 đầu máy 1.2, mức giá 205 triệu đồng nhé. Phía đây là một chiếc Chevrolet Spark mang biển kiểm soát Phú Thọ, chiếc xe sản xuất 2010 và mức giá xe này thì không taxi con đục, với mức giá đã 75 triệu đồng nhé. 2010 đó, mức giá của xe gia đình với xe taxi ra nó chênh lệch khá là nhiều. Đó, Spark màu đỏ đẹp, nội thất ghế lì nguyên bản 2010, giá 75 triệu đồng, xe rất là đẹp. Một chiếc Kia Morning C sản xuất 2016 phiên bản là số sàn máy 1.2, xe gia đình không taxi không hoạt động, xe thì còn zin nguyên bản. Mẫu xe trang bị rất đầy đủ, phanh đĩa ABS bô kép, màn hình Android, phím bấm vô lăng này cực kỳ chất lượng và mức giá cực kỳ rẻ, 238 triệu đồng nhé. Phía bên đây là một chiếc Kia Morning mang biển kiểm soát thủ đô 30A50769, phiên bản tiêu chuẩn, số sàn máy 1.2, 1.25 nhé. Xe đã lên màn hình Android cam lùi rồi, rất đầy đủ về quý bạn, chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. 2015, xe này gia đình sử dụng không taxi nhé, không hoạt động, 200 triệu đồng xe gia đình 2015.
một chiếc Hyundai Grand i10 nhập khẩu sản xuất 2014, phiên bản là số sàn, máy 1.0, xe mang biển kiểm soát Thái Bình 17A18871. Hiện tại thì chiếc xe có mức giá rất là rẻ, 160 triệu đồng nhé. 160 triệu đồng. Nội thất ghế da sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ, hạn đăng kiểm 2024. Khóa điện đó, 160 triệu đồng. Vâng, em xin được kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh Ô Tô Hay. Xin chào, chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.